Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn ngay lúc này là một chiếc xe Mazda 3, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh với quãng đường là hơn 62.000 km. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất kế da màu đen. Bộ vành của chiếc xe thì được bác chủ bác ký sơn đen để tạo lên cái trông nó, chiếc xe nó sport hơn. Các tính năng tiện ích của chiếc xe thì được bác chủ đi rất là giữ gìn. Anh chị và các bạn có thể khám phá qua từ hệ thống sơn zin, những phần cản trước cản sau của chiếc xe. Với phần cản này thì nó có chỗ đã phải sơn xi qua lại rồi. Đấy. Những đường nét chi tiết về sơn zin thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo và chất lượng rất là tốt. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Lam Việt Auto số 18 Thạnh Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết và trách nhiệm bảo hành cho anh chị và các bạn về khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số. Và cũng như là tất cả đều thể hiện rõ trên văn bản nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Trong clip này em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho anh chị và các bạn từ những phần cánh cửa rồi những phần chi tiết về các mấu nối của chiếc xe, để anh chị và các bạn có cái đánh nhìn tổng quát cũng như đánh giá qua về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu. Xe lăn bánh quãng đường hơn 62.000 km lên cái chất lượng về hệ thống ghế ngồi này. Sơn xi gầm bệ của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp. Ở bản này thì sản xuất 2015 nó đã chưa được trang bị phanh tay điện tử mà nó vẫn sử dụng là phanh tay cơ. Được trang bị màn hình, bác chủ thì cũng nâng cấp bộ cam hành trình cũng như là hệ thống thảm trải sàn. Chất lượng ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham quan từ những phần má ghế đến nòng ghế của chiếc xe, những đường nét tổng quan chi tiết. Với những tính năng an toàn của chiếc xe thì nó cũng trang bị cho anh chị và các bạn như là phanh ABS, rồi là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống điều hòa tự động cùng với rất nhiều tiện nghi, hệ thống giải trí 8 loa. Và đây là những cái chi tiết ở cánh bên lái của chiếc xe, ở hàng ghế thứ hai đấy. Xe cũng có trang bị cửa sổ trời đầy đủ. Và bên trong đây các bác có thể thấy bác chủ cũng nâng cấp hệ thống cảm biến áp suất lốp, cùng với rất nhiều các tính năng tiện nghi của chiếc xe đáng để anh chị và các bạn để mình lắp thêm. Với tầm giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng rất là hợp lý, đáng để các bác chọn lựa vì nó chỉ có hơn 300 triệu thôi. Là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc hạng C với kiểu dáng sedan, nhiều tính năng công nghệ, ngoại hình bắt mắt, chất lượng má ghế lái của chiếc xe và hệ thống vô lăng đã được bọc vô lăng. Đây là những các phím điều chỉnh chức năng, tính năng của chiếc xe. Phía sau thì nó trang bị cho anh chị và các bạn cái cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn. Những cái chi tiết đường LED tổng quan em quay sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể ở phần nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ video call giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn, cũng như là cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà các bác đang cần tìm. Xe sản xuất 2015, đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp. Về thời gian vay cũng như lãi suất thì anh chị các bạn hãy liên hệ để em có thể là kết bạn gửi ra qua Zalo cho anh chị và các bạn có thể là cân đối. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 1.5 Skytip Technology, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành cũng rất là mượt và hệ thống tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe. Mazda 3 1.5 số tự động, tên tư nhân biển Hà Nội, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 395 triệu, giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Rất mong anh chị và các bạn quan tâm trong clip, mà chỗ nào cần thắc mắc hay là cần giải đáp thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Góp ý cho em cái những cái gì em chưa được ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn, xây dựng nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.